Nếu các anh em có nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy truy cập vào shop fifavn.com. Một shop account tự động với hệ thống hiện đại, tự cộng tiền, nạp SMS, nạp sò, đặt mua account BB trắng theo yêu cầu một cách uy tín. Thông tin chi tiết mình để ở phần mô tả bên dưới video nhé. Hello anh em, đã quay trở lại với KD Channel. Và trong video này sẽ là huyền thoại người Pháp Zinedine Zidane, mùa giải EBS. Đầu tiên thì có lẽ không cần phải nói quá nhiều về khả năng chuyền chọt của Zizou, khi đây luôn là điểm mạnh nhất của cựu cầu thủ bóng đá Pháp, cũng như là yếu tố chính để các anh em rước ông về đội của mình. Vẫn tiếp tục có cho mình chỉ số ẩn thánh chuyền bóng như MC, nên quỹ đạo bóng trong những đường chuyền của ông vẫn luôn khó đoán cho hàng thủ đội bạn, cũng như đảm bảo một độ chính xác cao. Việc sở hữu hai chân 5 năm cũng là một điểm lợi thế của Zizou, bởi nó giúp ông chuyền bóng ổn định ở mọi hướng và để phát huy hết độ hiệu quả trong khả năng chuyền chọt kiến tạo của Zidane. Thì các anh em cũng nên sắm cho mình những tiền đạo có khả năng chạy chỗ không ngoan, luôn trực chờ để nhận những đường chọc khe sệt hoặc bóng của ông. Nói về khả năng dứt điểm thì vấn đề trong phần lớn những pha ra chân của Zidane chính là lực bóng đi không quá tốt, cho nên khi dùng ông dứt điểm thì các anh em cần đảm bảo kéo lực lên cao. Khi đó thì tính sát thương trong những cú sút của cựu tiền vệ Real Madrid sẽ tăng cao hơn đáng kể. Ngoài ra thì các anh em cũng nên lưu ý về tốc độ ra chân của Zidane sẽ có phần hơi chậm. Nếu so với mùa giải MC thì khả năng dứt điểm ở ngoài vòng cấm của Zidane đã được cải thiện đôi chút. Ngoài những pha ZD thì khả năng đóng D chéo góc khi có một không gian đủ rộng của Zizou cũng đã lợi hại hơn kha khá. Nhìn chung thì khả năng dứt điểm của Zidane đã ổn định hơn số mùa MC, và như đã nói, các anh em cần để tâm đến lực sút của ông. Tốc độ cũng là một điểm nâng cấp khác của Zidane, nhưng với mặt bằng chung hiện tại thì vẫn chỉ dừng lại ở mức đủ dùng. Dù vậy thì trong những pha xuất phát trước để chủ động thoát xuống, xâm nhập vào vòng cấm đối phương thì Zizou vẫn có thể cho hậu vệ ngửi khói ở cự ly ngắn. Khả năng cầm và xử lý bóng của Zizou vẫn rất khéo, nhưng khả năng xoay sở bẻ hướng vẫn còn chậm, nên phần nào sẽ thích hợp cho những anh em có lối đá chậm và điềm tĩnh như cái cách mà Zizou chơi bóng. Khả năng tranh chấp của Zidane nhìn chung là ở mức khá, đủ để cho ông có thể chịu một chút va đập với cầu thủ đội bạn ở khu vực giữa sân, qua đó giúp ông có thể giữ được bóng, chứ nhìn chung vẫn chưa thấy tông hút trực diện để giành lợi thế được. Tổng kết lại, Zidane mùa giải EBS có các ưu điểm như tốc độ đủ dùng, cầm và giữ bóng tốt, tranh chấp ở mức khá nhưng chưa phải thuộc dạng khỏe, chuyền chọc kiến tạo vẫn là rất tốt, dứt điểm ở mức khá, khả năng ZD tốt. Điểm hạn chế của Zizou là ông xoay sở bẻ hướng có phần hơi chậm, lực sút là không quá căng và khả năng không chiến không tốt. Và trên đây là bài review của mình về Zinedine Zidane mùa giải EBS. Cảm ơn các anh em đã theo dõi hết video này. Và nếu thấy hay, hãy cho mình một like và nhớ bấm nút subscribe để đăng ký kênh ủng hộ mình. Cũng như đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới video nhé.
Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo.